Ồ, mọi người thấy cái gì vậy mọi người? Mình thấy cái con gì mà trong đó nó nhích nhích kìa mọi người ơi. Ồ, dữ rồi, dữ rồi, dữ rồi. Thấy đầu tiên là thấy ốc rồi đó. Cục mồi còn cái còn ốc thun. Hai bà Ngót chào mọi người nha. Hôm nay hai bà Ngót có cầm theo mấy cái túi xách này nha mọi người. Để đi thăm mấy cái ruộng là hai bà Ngót cũng đặt ở gần nhà nha mọi người. Đây mọi người nhìn thấy xung quanh cỏ mọi người thấy không? Cái này là người ta xịt thuốc cỏ mọi người. Cái cỏ nó cháy chết già khè hết trơn. Thì hôm nay là cũng 4 năm bữa cái ruộng lờ mình đặt nha mọi người. Thì hôm nay là có để đi ra thăm gần nhà thôi. Không có xa gì mấy. Thăm rồi hai Ngót sẽ cuốn luôn nha mọi người. Cuốn luôn đang đi đặt cái chỗ mới. Hai Ngót đặt ở đây là đang cái bên kia cái nữa. Đó cái nữa. Dọn đây khu này đặt là cỡ 5-6 cái nha mọi người. Ồ, mọi người thấy cái gì vậy mọi người? Mình thấy cái con gì mà trong đó nó nhích nhích kìa mọi người ơi. Ồ, dữ rồi, dữ rồi, dữ rồi. Cái gì trời? Thấy giật giật luôn đó mọi người. Ồ, cóc, 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 cóc. Tưởng nó con chim. Con gì đây? Cái này hổm cục cỏ. Ồ, nè, hai đội hăng ngang ngót tưởng nó con gì không mà nè. Rồi, cóc. Cóc bự nha mọi người. Nè cóc rồi nè. Cóc rồi mọi người. Đó, ăn cóc đó thấy không? Cóc này chà bá luôn nha mọi người. Ăn cóc. Thả nha mọi người. Cóc này không bắt đâu. Thả cái nó bò đi. Lờ này không được luôn. Qua đây thăm cái này nữa. Cái này có con cái đó. Đó mọi người, cá. Hy vọng là dính cá là lớn lớn nha mọi người. Đặt đây chứ cũng 6 cái luôn, vòng vòng khu này 6 cái. Đây, coi có gì không. Mồi còn hình luôn cái gì trời. Ồ, có sạc. Sạc được mấy con này, cá lớn có ta chắc người ta chích, chích xịt mọi người. Như là cá lớn kiếm cũng khó kiếm. Thử coi có con gì không nha mọi người. Chìm luôn cái gì vậy. Mương này thấy người ta lúc trước người ta xịt nhiều lắm á. Giờ kiếm cá lớn sẽ khó, khó kiếm. Ồ, có sạc, có sạc. Sạc 3 con, 4-3 con nha mọi người. Được, tự nhiên đây cũng được rồi. Này đặt hổm dẹt, lắm dẹt luôn. Thấy cái đồ gông ra mọi người, tại vì cỏ cứng ngắt luôn á. Giờ biết con gì vô không biết. Ồ, con có cái sạc. Khó ăn quá ta. Đây còn ở đây cái. Với tút kia cái nữa. Để mình lại thăm cái này coi coi có dính gì không. Hay là hột chắc nữa. Ngứa quá à. Tại vì người ta xịt thuốc cỏ mà người lội ngang mưa cái nó ngứa gì á. Cây vô đó nó bắt ngang mưa mà nó gãi ngang. Ui trời. Một cái sạc mua quá trời ốc luôn. Nó đặt thuốc đó ra mọi người. Cái này nè chìm luôn rồi, chìm cái chai luôn cái gì rồi. Ồ, chìm ngấm ở dưới luôn rồi. Hai thăm không trời, chìm ngấm luôn rồi mọi người. Ốc thì trời, ốc bành bành nó bu lại. Rồi không có cái gì luôn. Ốc không? Đây hai Ngót lại xin đây thăm cái lờ để đặt cũng có tháng trời nha mọi người. Lờ dạng lờ xưa á mọi người. Đâu ta? Còn thấy xéo đây nè. Ờ, đó, mà không biết có cái gì không biết. Thật lâu lắm rồi không có thăm. Hay ra hay im gu rồi chắc không có vô rồi. Ồ, gách lỗ cái gì rồi. Lần này dễ dàng gì dính cái gì. Lần này còn nó còn đặt ở nhà 4 cái nha mà. Lần này còn 10 nhà mọi người thấy mấy cái mương mọi người có hay ốc mọi người.
quá trời ốc luôn á mọi người. Hàm ngót nuôi nha mọi người, ốc đó bù gà chứ không phải là bu ghen nha. Quá trời ốc quá nhiều. Để đặt chấm thôi mọi người. Này để bớt ở nhà rồi không có sách theo mình không có để mấy lợn nhà bớt. Quay thầm. Đây. Bò hư có gì không? Ốc. Thấy đầu tiên là thấy ốc rồi đó. Cục mồi còn coi. Còn ông chỉ thung. Trời dữ rồi dữ rồi. Cái sạch quá à mọi người ơi. Rồi. Cái sạch của ốc rồi nè. Rồi nó tung ra thì muốn gọi gãy cây luôn rồi. Trời ơi trời. Quá rồi mọi người ơi. Nè. Hôm nay là cái kia thất bại với mấy cái này đặt vào vòng nhà là thấy ổn nha mọi người, thăm cái đầu tiên là thấy ổn nha, còn bốn cái cuối đó. Để bờ luôn nha mọi người, hồi đổ phao sao nha. Đó, ngày mưa nhà chứ không có xa không sợ. Này cũng ít đặt lắm này tại vì vòng vòng đây là cỏ nhiều lắm, lương nhiều lắm nha mọi người. Cũng chút đặt cái lương bự không à. Trời ơi trời. Quá rồi. Để thấy luôn nè. Còn bành không? Qua cái này thì một cái nữa. Đây là cái mương nuôi ốc bu vàng nha mọi người. Cậu thấy cái chai nó bay bay kìa. Nó châu châu kìa mà không biết có cái gì dưới đây không biết. Nữa. Cua. Hình như cua hay gì á. Đồ cua có sạch, cũng có sạch rồi đẹp chà bá luôn mọi người ơi. Đây nè. Rồi có sạch chà bá lửa luôn. Sạch thì được muốn bằng bàn tay rồi. Mọi người coi nè mọi người. Cũng có sạch cũng bằng bàn tay. Bự rồi nè mọi người. Bằng bàn tay luôn á. Bỏ ở đây đi hồi thăm đổ vô cái mua mấy đây hai một ngót nuôi ốc rồi mọi người ra có thể đặt ở đây thêm một cái lợp cái lờ nữa nha mọi người. Lờ này là bằng tre chứ không phải là bằng lưới nha mọi người. Là bằng tre. Thử coi có con gì không nha. Tre đặt buộc hõm lấy cái không có buộc lại miệng lại để nó buộc lại nè mọi người ha. Là sợ có cá vô cái gà mà không biết con gì đây không biết. Ồ, có cái sạch không nội mẹ ơi. Cũng có sạch một rồi. Đây cuối mương mấy em đây nha mọi người. Đây cái nữa là hết lờ mọi người. Em đây cuối mương nè. Em cuối hai con đặt cuối mương á. Cuối mương rồi. Lúc trước là bắt được cái con ba ba đang chỗ này nha mọi người. Ba ba rùa mà bắt hồi xưa rồi. Con nặng cũng 2-3 kg, 3-4 kg mọi người. Cha mình bắt hồi xưa lúc đó mình còn nhỏ xíu à. Cái này mới dính gì không biết. Trời ơi con cấp chết xịn luôn rồi. Rồi sạch cái sạch chứ cua có con cấp vô mà cấp chết xịn nè. Ổn quá ổn. Mở đây đi gọi thăm các em đây coi. Ơi coi bên đây còn sao nghiêng gì không nó bọt vô luôn kìa. Bọt cá sặc nó vô là bọt luôn rồi. Có gì không đây. Rồi cái sặc rồi cái sặc bướm sặc đẹp nữa. Con nó cũng bành có con bự cho bá nè không. Ồ sạch bự nha mọi người, có sạch đẹp cho bá bự, cho bá lửa luôn này, con ngại. Đây, hai bằng ngót mới đổ ra nha mọi người. Cái cua này bò đi, bò luôn đi này. Rồi lụm cái sạch vô nha, này, cái sạch cho cái đầu của nó nha mọi người, thấy không? Nó tung ra mọi người. Sau này sạch bớm nha mọi người. Ủa sạch đẹp chứ, vậy, sạch đẹp. Đây được hai con sạch đẹp nha. Đẹp đâu, ăn con nó ba con sạch đẹp. Còn như ốc với sạch bớm, đây con cóc chết queo rồi mọi người ơi. Cốc đầu kia này cũng dính cốc nữa mà cốc còn sống. Ừ, bỏ đi. Đẹp bự hả không? Bàn tay luôn.
nay thu được cá sạch cũng khá khá nha mọi người, không được nhiều nhưng cũng được bộn khá khá, còn nhiêu ốc thôi. Rồi giờ bắt vô, đổ ra bắt vô. Mấy con nào nấy bên nãy nái không mọi người, bành bành không mọi người. Nãy giờ hai mốt ngồi lựa cá với ốc ra riêng nha mọi người, cho mọi người xem nha. Đây, nãy giờ cũng một hồi lâu, mọi người thấy không? Cái con cá sạch thì nó bành bành không thấy không? Hôm nay cá không được nhiều nhưng mà như đây là đủ ăn rồi nha mọi người. Để 3-4 con, còn như là sạch bướm, còn như này là ốc, ốc này để xào lá cách. Xào lá cách ăn ngon lắm nha mọi người, hoặc là luộc chấm với cơm mẻ, thôi chấm với muối tiêu gì cũng được nha mọi người. Đây là được con cua nữa nè, mấy con dính được mấy con cóc đó, thả rồi chết rồi, có con chết chứ con kia sống, thả con sống rồi con chết rồi dục bỏ. Clip hôm nay chỉ đang trẻ hai bà ngót đi thăm xem coi mấy cái luồng lờ của hai bà ngót đặt coi có dính con này con kia to không nha mọi người, cá này cá kia hay là rắn độ to không nha mọi người. Nhưng mà hôm nay là một cái chuyến thăm cũng khá là thất bại, như là không được mấy con cá lớn, toàn cá sạch như thường lệ thôi nha mọi người. Cái mớ ốc cái cua được mấy con mà thả này nó bò đi, còn được con này lúc nãy đổ ra nó quay phim mà nó bò đi tiêu cho nên là được còn con chặt này chiên, một chiên còn hai là mặn sẻ rồi phơi khô cho mọi người, để phơi khô rồi ướp với cái bọc dầu mì với mọi người phơi khô. Hai ngót hổm gà để cũng khá là nhiều rồi đó, để dành để mặn cái đưa cho mẹ mẹ của hai ngót để tủ lạnh đó mọi người, để dành cũng khá là nhiều, dành nữa phơi xỏ sâu phơi dành ăn cho mọi người. Rồi hôm nay hai ngót cũng cố gắng sáng sớm quay cho mọi người xem ngay, cũng là biến quay quá tại vì dính mấy con này không mà mình đăng lên thì người ta xem ta cũng ta cười của mọi người, tao nói gì làm dính được hai con cá cũng quay cũng đăng lên mà do đam mê vui là mà nó lâu mới được cái video nên không đăng thì kênh không có video đăng, nó bị mất cả sức, nó bị chết kênh nha mọi người. Thôi cảm ơn mọi người đã xem tới giây phút này, hai con cảm ơn rất nhiều nha. Thôi giờ hai con chào mọi người nha, chúc mọi người một buổi sáng vui vẻ và một buổi tối ngủ ngon nha mọi người. Chào mọi người nha. Bye.